cẩn thận. Nếu bây giờ mà mình xông vô thì có lòng cứu được bé Vi. Biết đâu cả mình và bé Vi sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Bây giờ phải làm sao đây? Alo, tôi đây. Mày đã tới biên giới chưa? Tôi tới rồi. Bây giờ tôi phải làm gì? Em gái tôi đâu? Từ từ đã. Mày có báo với công an không? Tôi hỏi lại, em gái của tôi đâu? Mày đừng có nóng. Tao sẽ cho hai anh em mày đoàn tụ. Tao biết mày đang hợp tác với công an để bắt tao. Tao mà thấy bóng dáng công an, tao sẽ giết cô em của mày. Em gái tao mà mất một sợi tóc, tao sẽ không tha cho mặt chó của mày đâu. Tao là người nắm đàn chui, mày phải ăn nói với tao cẩn thận hơn. Tôi nhắc lại một lần nữa, ông không được đụng tới em gái của tôi được. Mày yên tâm đi, nó vẫn bình yên vô sự. Đúng 12 giờ đêm nay, tao với mày sẽ gặp nhau ở bìa rừng phía bắc, gần tới đường mòn qua biên giới. Lúc đó tao sẽ cho anh em mày đoàn tụ với nhau. Alo. Anh hai, mấy con nhỏ nó xử hai thằng đàn em của mình, nó trốn mất tiêu rồi. Mẹ tụi mày, mày dù đó làm cũng không xong. Đi bắt tụi nó về cho tao. Dạ em biết rồi anh hai. Tuấn, mày sao vậy? Tỉnh dậy coi. Tuấn, dậy. Mày có sao không? Không, không sao. Đi bắt mấy con nhỏ về, còn là chết với anh hai bây giờ. Dạ. Dạ. Nhanh đi. Dạ. Còn đây chính là những hình ảnh của những tên cầm đầu quan trọng trong vụ án này. Đây là hai hộ.
Còn đây là má mì. Cô này thường hoạt động ở hai nước, thường xuyên qua lại Việt Nam. Còn đây là những tên đàn em của bọn chúng. Em, chuyện gì vậy em? Cái cành cây thôi mà, đừng có la nữa. Cành cây thôi mà, đi. Bên này. Sao rồi? Bắt được tụi nó chưa? Dạ, tụi em chỉ bắt được ba đứa con gái thôi. Còn con Trang với con Xuân á, nó trốn vô rừng rồi. Mẹ tụi mày, có gì là cũng không xong. Bây giờ mình không bắt máy, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Con Trang với con Xuân trốn vô rừng rồi. Tụi mày chia nhau vô rừng tìm tụi nó cho tao. Đem tới ngay bìa rừng phía bắc, gần đường mòn đi qua biên giới. Đừng trói tụi nó ở đó. Nếu thấy thằng Thắng Thẹo, giết nó ngay cho tao. Phương Trang và Xuân trốn thoát rồi sao? May quá, chắc hai đứa nó chạy không xa đâu. Mình phải tìm ra tụi nó trước băng hai hổ mới được. Ráng lên Xuân. Xuân à, ráng lên, ráng lên Xuân ơi, ráng lên đi, sắp tới rồi. Xuân là cố lên đi, ráng lên chút nữa đi, sắp tới khu nhà dân rồi đó. Ráng lên nhá, đi nhá. Bên kia rồi kìa, ráng lên. Thank you.
Xuân ơi, sắp tới rồi, ráng lên, từ từ thôi. Xuân à, ráng lên. Ông ơi, có người kìa. Ông tìm người từ rầy đi. Trừ mùa mưa sắp tới rồi, một mình ông làm gì có làm sao được. Ngày mai tôi đi qua làng bên kim mấy đứa trai phụ cho nó mau. Thôi, cũng trễ rồi, đi vô ngủ đi. Đi ngủ đi. Con à, con ơi, con. Con Giới. Ông ơi, sao giờ này con có ai kìa ông? Con Từ Giới. Con Từ Giới, Xuân ơi, cố lên. Cô chú hai cố Giới. Có chuyện gì vậy hai cô? Bà ơi, bà đưa cô ấy đi. Vô đây ngồi nè, vô đây ngồi. Vô đây, vô đây. Ngồi đây, ngồi đây. Hai cô sao vậy? À, tôi thấy hai cô giờ chắc mệt lắm à. Bà lấy nước rồi kiếm cái gì, đồ ăn gì đó đem ra cho cô ăn. Rồi làm rồi phải không? Dạ. Ủa, mà sao cô này tại mệt vậy nè? Có sao không cô? Xuân ơi, Xuân sao vậy? Hả? Sao tới mệt vậy nè? Hay là chạy đường rừng lâu quá cho nên bị kiệt sức? Hả? Tôi bị đau thận. Hả? Bây giờ phải làm sao đây? Nhưng mà tại sao giờ này hai cô lại ở đây? Tụi con bị bắt cóc. Hôm nay có cơ hội, tụi con chạy trốn thoát, cũng may là tìm được nhà cô chú. Xuân ơi. Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây ông ơi? Xuân ơi. Làm sao đây ông ơi? Cô mệt quá rồi. Anh Thắng. Ai đưa đây? Anh của con. Em có sao không? Em không sao, em chỉ bị té thôi. Nhưng sao anh biết em ở đây mà anh tìm vậy? Anh nghe được tin em và Xuân đã trốn thoát, chạy vào khu rừng về hướng này. Anh đã từng ở đây một thời gian nên anh biết xung quanh đây có một số nhà dân. Anh nghĩ chắc chắn tụi em sẽ chạy vào đây để mà kêu cứu nhà dân. Anh đã tìm xung quanh đây mấy ngôi nhà mà không thấy em. Bây giờ anh cũng đã tìm được em rồi. Lo cứu cô này trước nè. Bạn em, bây giờ em bị đau thận. Xuân. Ủa, anh biết Xuân hả? Anh biết. Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây ông? Thôi được rồi, để tôi điện thoại báo cho bên công an. Họ xuống đây giúp đỡ cho hai cô này, đưa cô này đi vô bệnh viện. Để tôi lấy điện thoại. Cô ơi. Xuân. Vì à? Hả? Hay em đi cùng với vợ chồng họ và đưa Xuân đi. Anh phải ở lại. Anh ở lại đây để làm gì? Anh không thể để hai hổ thoát được. Nó đã bắt em một lần. Nếu như anh tha cho nó, chắc chắn nó sẽ bắt em lần nữa. Nhưng mà như vậy sẽ nguy hiểm cho anh lắm. Em yên tâm đi, không sao đâu. Anh đã có cách của anh. Nhưng mà tôi đã báo bên công an xã rồi, họ sẽ xuống đây liền để giúp cho hai cô. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú nhiều. Mọi chuyện trông chờ vào cô chú giúp đỡ. Không có chi đâu. Thôi, anh phải đi đây. Nhưng mà làm sao em liên lạc được với anh? Anh đã dùng số điện thoại mới rồi.
Em nhớ kỹ nha. Anh đọc đi em nhớ. 0121 0121 758 758 5645 5645. Em nhớ chưa? 5645. Em nhớ rồi. Anh đi đây. Anh cẩn thận nha. Em nhớ bảo trọng. Xin chào. Cậu đi. Nha. Cô ơi, cô ơi, cô có sao không cô? Xuân ơi. Xuân ơi. Dĩ bà. Bà. Dĩ bà. Ông ơi, tôi nằm mơ tôi thấy con Xuân ông ơi. Tôi thấy nó nằm im bất động. Tôi kêu hoài mà nó không có dậy. Sợ quá ông ơi. Không biết nó có chuyện gì không. Thôi, bà bình tĩnh đi. Chắc lẽ bà thương nhớ rồi bà lo cho nó quá, rồi bà nằm mơ vậy thôi. Chứ mấy anh em công an người ta đang đi tìm nó để ta cứu nó đó. Không sao đâu. Nghe, ngủ đi ha. Ngủ đi. Hai tụi bay đi tìm tiếp đi. Nhớ tìm kỹ cho tao đó. Hai đứa nó chắc chạy không xa đâu. Nhưng mà nó cũng trốn lâu rồi. Chị biết tìm nó đâu anh? Đoạn hại. Có hai đứa con gái tìm hoài cũng không xong. Dạ em nghe anh. Sao? Mày tìm được tụi nó chưa? Dạ, tụi em vẫn đang tìm mà chưa thấy. Tụi nó chạy không xa đâu. Chắc chắn tụi nó chạy về phía nhà dân. Bây giờ tụi mày chia nhau ra, lùng sục hết tất cả các nhà quanh bìa rừng cho tao. Rồi nghe ngóng tình hình đi. Có liên quan gì tới tụi nó, báo cho tao biết liền. Dạ. Nếu gặp nó thì sao anh? Mày còn hỏi tao nữa hả? Mấy thằng canh gác bị thằng Thắng Thẹo giết chết hết rồi. Bây giờ nó đang tới bìa rừng, nơi tao hẹn nó. Nhưng mà bây giờ mình đâu còn con tin đâu anh. Chắc gì tụi nó đã gặp nhau đâu. Có khi thằng Thắng Thẹo đang lo sốt gió cho con em của nó kìa. Thôi, tụi mày chia nhau ra tìm đi. Dạ. Bây giờ tụi bay chia nhau ra áp sát các căn nhà xung quanh bìa rừng, nghe ngóng tình hình, nếu có thông tin gì quay lại đây báo tôi biết. Dạ đi đi. Dạ. Mang bay hướng đó. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Bọn chúng trang bị vũ khí rất đầy đủ. Ngày mai chúng ta sẽ theo y như kế hoạch mà hành động. Nên nhớ, kế hoạch lần này chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại. Rõ chưa? Rõ. Báo cáo, có người dân báo lại là đã cứu được hai cô gái ở bìa rừng gần sào huyệt của hai hổ. Vậy à, hay quá. Vậy thì chúng ta sẽ nhờ hai cô gái đó để biết rõ tình hình bên trong của bọn chúng. Nhưng một trong hai cô gái đó đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải chuyển tới bệnh viện trung ương gấp. Được. Chúng ta sẽ gặp cô gái còn lại và khai thác nhanh, sau đó đưa cô ta về.
Vậy chúng ta phải chia làm hai hướng. Một là đưa cô gái kia đến bệnh viện trung ương. Hai là mời cô gái còn lại theo chúng ta để hợp tác điều tra. Đồng chí Sơn. Dạ. Đồng chí chịu trách nhiệm đưa cô gái bị thương về bệnh viện. Rõ. Ông ơi, sao rồi ông? Yên tâm đi, mọi chuyện ổn rồi. Có công an họ lo. Ôi, vậy là mừng quá. Mà con cái cô mà bữa đó sao rồi ông? Cô được chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để điều trị rồi. Hay quá. Con cái cô kia, sao? Cô phải ở lại để phối hợp với công an điều tra đó. Vậy cũng mừng, tội nghiệp. Đang yên, đang lành, tự nhiên bị bắt cóc, đưa lên tầng trên này. Cuộc đời này mà, kẻ xấu nó vì tiền, bất cứ chuyện gì nó cũng làm được. Nhưng mà sao? Bà chưa yên tâm phải không? Phải. Tôi nói cho bà nghe nè, tôi cho cái cô còn ở lại đó, cái số điện thoại của mình. Nếu mọi chuyện yên ổn rồi, cô về được Sài Gòn á, cô sẽ liên lạc với vợ chồng mình cho mình biết đó. Bà yên tâm chưa? Rồi, yên bây tâm. Bây giờ cái trời khuya rồi, đi ngủ thôi. Đi ngủ. Ê, mày ở đây tiếp tục theo dõi. Tao đi báo tin cho đại ca biết. Nghe chưa? Đi. Lẹ đi. Sao rồi? Dạ. Dạ. Em đã biết được tung tích của hai nhỏ đó. Sao không bắt tụi nó? Dạ. Em chỉ nghe lén được hai vợ chồng kia nói chuyện. Một đứa bị bệnh, được đưa vô bệnh viện. Còn một đứa đang phối hợp với công an điều tra. Thôi được rồi, tiếp tục nghe ngóng tình hình. Có gì báo tao biết. Đi đi. Dạ. Mời cô. Dạ. Phương Trang. Dạ. Cô trốn đây được sao? Cô có sao không? Dạ, em không sao. Đau một chút thôi, ở chân dưới trên này. Được rồi, cô ngồi xuống đi. Nè, cô uống. Cảm đi. Cảm ơn. Phương Trang à, cô có còn nhớ nơi mà cô bị tụi nó bắt giam không? Có. Hay quá, bây giờ cô phải thao lại cho tôi biết nha. Nè, giấy viết nè.
Hằng ơi, con đừng có bề gì nghe con. Sừng ơi, Sừng. Mọi người chỉ làm trộm mà. Cho hỏi, hai bác là gì của nạn nhân? Dạ thưa cán bộ, chúng tôi là ông bà ngoại của cháu đó. Dạ, đây là đơn để xác nhận nhân thân, nhờ hai bác ký vào đây. Khi nào nạn nhân tỉnh dậy, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai. Dạ được, để tôi ký. Dạ, giờ chúng tôi ở đây để chăm sóc cho cháu nữa. Dạ, con chào bác. Dạ. Chào bác, con về. Dạ. Con còn có việc, tôi đi trước nha. Con ơi, sao mà ra nông nổi nè con ơi. Không sao đâu ngoại. Giờ này mà cứ khóc hoài ít lỡ gì chứ. Ông bà, ở đây Xuân có các bác sĩ lo lắng rồi. Yên tâm đi, Xuân không sao đâu. Mà con à, tại sao con lại có mặt ở đây? Con có biết ai là người bắt cóc con Xuân không? Dạ, chuyện nó dài dòng lắm, để con sẽ kể cho ông bà nghe sau. Ông à, ông ngồi nghỉ đi. Giờ nó bình an là được rồi. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Tốt lắm. Cũng gần tới giờ xuất phát rồi. Các đồng chí ra ngoài chuẩn bị cho kế hoạch đi. Cảm ơn Phương Trang đã hợp tác điều tra. Bây giờ đồng đội của anh sẽ đưa Phương Trang về trạm số 1. Hùng đang ở đó và lo cho Trang lắm. Anh Hùng cũng có mặt ở đó nữa hả? Vì đây là nghiệp vụ của anh, cho nên Hùng không thể tham gia được. Chứ nếu không, Hùng đã tới đây để đón Trang rồi. À, còn anh Thắng nữa. Bây giờ anh còn đang ở trong rừng. Anh có thể giúp em là đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với anh được không? Nhưng mà làm sao để liên lạc được với Thắng? Em có số điện thoại mới của ảnh. Vậy à? Tốt quá, Trang cho anh đi. Nè, Trang bấm đi. Báo cáo đồng chí, xe đã sẵn sàng. Tôi biết rồi, cảm ơn đồng chí. Dạ. Bây giờ Trang về trước đi. Cảm ơn Phương Trang nhiều lắm. Anh sẽ liên lạc với Thắng sau. Cảm ơn anh nhiều. Em đi nha. Không biết có chuyện gì không mà mình thấy nóng lòng quá.
vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng. Thằng Hùng nó có làm chuyện gì mờ ám không? Mà mình gọi nó từ hôm qua tới giờ nó đều từ chối. Hùng ơi, con đừng làm chuyện gì có lỗi nghe Hùng. Dạ con nghe thầy. Misa hả con? Con à, sao thầy gọi thằng Minh với thằng Hùng hoài mà nó không bắt máy? Dạ anh Minh đi làm nhiệm vụ rồi thầy, còn anh Hùng đang ở bệnh viện, Xuân đang nằm cấp cứu đó thầy. Hả? Sao Xuân đang nằm cấp cứu hả? Dạ. Con nhắn tin địa chỉ cho thầy, thầy tới liền. Dạ. Anh Phước. Hả? Khuya rồi anh còn đi đâu nữa vậy? À, con bé Xuân mà hôm trước nó cứu em, nó đang cấp cứu trong bệnh viện. Anh tới đó coi sao. Cho em đi theo với. Thôi bây giờ em không được khỏe, ở nhà nghỉ đi. Em không có sao đâu, em không có sao, cho em đi đi mà. Vậy thì đi lẹ. Anh Hai. Tốt lắm. Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao hả? Đây là đất của tao mà. Vậy còn thắng thẹo sao anh? Cứ cho nó chờ đó. Dạ. Tao có việc quan trọng giao cho mày. Em biết rồi. Sao? Mày tới điểm hẹn chưa? Ông chậm chạp quá đó Hai Hổ. Định còn nóng. Tao sẽ có món quà cho mày. Ông ra đi mau. Hôm nay tôi với ông phải kết thúc rồi đi. Được thôi. Tới lúc đó mày đừng có cầu xin tao. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, nhưng cũng may mình vẫn làm chủ được tình hình. Alo. Hùng nghe đây. Mọi chuyện sao rồi Hùng? Hùng mà đã gặp Phương Trang chưa? Chưa. Tình trạng của Xuân rất nguy kịch nên Hùng phải đưa Xuân về thành phố trước. Còn Phương Trang sẽ được đồng đội của Minh đưa về sau. Được rồi, Minh cũng đã liên lạc được với Thắng. Đúng như dự đoán, Thắng cũng đang ở đây. Thôi Minh làm việc tiếp đi nha. Hùng cúp máy đây. Báo cáo đồng chí, anh Thắng đã tới. Cảm ơn đồng chí.
Tại sao anh đi mà không nói một tiếng vậy? Tôi có nỗi khổ tâm của tôi. Thôi được rồi, tôi có chuyện muốn nói. Anh ngồi xuống đi. Ủa, các anh chưa hành động à? Chúng tôi đợi đến nửa đêm, chúng tôi sẽ đánh núp vào đó. Lúc đó bọn chúng sẽ không đề phòng, chúng ta sẽ bắt gọn hai hổ. Bên trong bọn chúng bố trí rất nhiều người canh gác. Tất cả đàn em đều được trang bị vũ khí, nên các anh phải hết sức cẩn thận. Cũng may là có Phương Trang. Giờ có em gái của anh mà chúng tôi đã nắm rõ được vị trí của chúng. Phương Trang, cô ấy là một cô gái rất thông minh. Phương Trang thoát được, tôi cũng mừng. Bây giờ anh ở lại đây giúp chúng tôi chứ? Đương nhiên. Dạ con chào thầy. Ờ con. Thầy. Dạ chào thầy. Tình hình sao rồi con? Dạ, tình hình rất là nguy kịch. Xuân bị suy thận nặng, bác sĩ nói phải có thận mới mong cứu sống được. Hiện giờ ông bà hai đang ở trong phòng đó thầy. Thưa bác sĩ, thật tình là không có cứu được cháu tôi sao bác sĩ? Chuyện này rất là khó khăn, vì không có quả thận nào phù hợp với cô ấy cả. Dạ thưa bác sĩ, hay là bác sĩ cứ thử lại tôi một lần nữa coi, may ra... Không được đâu bác à. Chúng ta đành phải trông chờ vào sự may mắn thôi. Bà đừng có vậy, nín đi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ xin phép bác sĩ. Dạ. Đi. Bác. Bà. Sao rồi ngoại? Tình hình sao rồi ngoại? Con ơi, bác sĩ nói là không thể cứu cô Xuân được vì không có thận phù hợp. Con ơi. Trời ơi, cháu tôi có làm gì nên tội mà phải chịu như vậy? Ông trời. Ngoài à, ông giết tôi đi. Ông giết tôi đi. Ngoài à, bà, đừng để kẻ già như tôi phải chứng kiến cảnh của cháu tôi. Bà ơi, nè bà ơi. Đưa bà ngoại vô cấp cứu con. Dạ. Ơi, đi mau lên đi. Bà ơi, ngoại ơi. Bác sĩ hả? Mời vào. Dạ, chào bác sĩ. Chào chị. Mời chị ngồi.
chị cần gì? Tôi là mẹ bệnh nhân mà lúc nãy bác sĩ nói không chữa được đó. Là bệnh nhân nào? Lúc nãy người nhà của họ vô đây mà bác sĩ nói là bệnh tình của cổ không có chữa được nữa. Bác sĩ ơi, tôi là mẹ của bệnh nhân. Bác sĩ cho tôi xét nghiệm đi, biết đâu thận của tôi phù hợp với cổ.